TikTok cơ Mạnh Tiến Khôi đăng 7.749 clip thân mật với hot girl Indonesia vẽ chuyện tình giống Đạt Villa. Chuyện tình giữa Đạt Villa và bạn gái người Indonesia tên Vihia từng như ngôn tình trong chuyện cổ tích khi họ vượt qua rào cản ngôn ngữ, địa lý, tôn giáo để đến bên nhau. Tuy nhiên chỉ sau 3 tháng gặp mặt trực tiếp, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi khiến fan không khỏi tiếc nuối. Hậu chia tay giữa Đạt Villa và Vihia, dân tình mới đây lại tiếp tục đồn đoán về một cặp đôi tương tự là Mạnh Tiến Khôi, bạn thân Đạt Villa cùng cô nàng Una, bạn thân của Vihia. Nguyên nhân xuất phát từ hàng loạt clip được Mạnh Tiến Khôi và Una đăng tải lên TikTok ghi lại những khoảnh khắc tình bể bình giữa hai người. Có thể đây chỉ là một tình bạn bình thường, nhưng một số fan lại soi điểm bất thường khi Mạnh Tiến Khôi để hình nền điện thoại là hình chụp giữa anh và Una. Hay trong một clip được đăng tải, Mạnh Tiến Khôi vừa chỉ tay về phía Una vừa nói my love khiến dân tình đồn đoán cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Tuy nhiên bên cạnh màn đẩy thuyền mong cặp đôi sẽ sớm vẽ nên chuyện tình xuyên biên giới giống Đạt Villa và Vihia, nhiều người cho rằng nam TikToker chỉ đang ăn cái độ nổi tiếng của Una. Được biết Una không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu lượng fan đông đảo tại Indonesia khi kênh TikTok có tới 15,6 triệu lượt theo dõi. Trong khi đó Mạnh Tiến Khôi chỉ là một vlogger kiêm người mẫu ảnh chưa có nhiều tiếng tăm. Anh chỉ thực sự được biết đến khi xuất hiện trong những clip của Đạt Villa và Vihia. Cách đây không lâu, anh chàng đã khiến dư luận một phen ngỡ ngàng khi phát ngôn về chuyện fan nữ trộm 400 triệu để donate cho thần tượng. Mặc dù thông tin về vụ fan girl 2K7 chưa được xác thực, nhưng phát ngôn này của Mạnh Tiến Khôi lập tức trở thành đề tài bàn luận trên khắp các diễn đàn mạng, khiến cho mọi người có cái nhìn tiêu cực về nam TikToker cũng như các thành viên của Team Villa. Sau nhiều ngày im lặng, Mạnh Tiến Khôi chính thức lên tiếng về phát ngôn của mình. Mình muốn đính chính về những lùm xùm thời gian gần đây. Clip các bạn xem ở trên mạng đã bị cắt từ buổi livestream ngày hôm ấy của mình. Mình chỉ muốn chia sẻ về quá khứ của mình. Mình có từng ăn cắp tiền của bố mẹ. Mình không cổ suý cho việc các bạn nhỏ, các bạn ít tuổi lấy tiền của bố mẹ để donate trên TikTok. Thứ hai, trong buổi livestream hôm ấy, mình chỉ chia sẻ ý kiến cá nhân của mình và có những lời lẽ không hay đến gia đình của bé, mình thực sự xin lỗi. Là một người có ảnh hưởng tới khán giả trẻ, Mạnh Tiến Khôi đã có phát ngôn không phù hợp. Những ngày vừa qua, nam TikToker đã dành thời gian suy nghĩ, tiếp thu những nhận xét và góp ý từ cộng đồng mạng. Thời gian này, kể từ khi quen biết Una, kênh TikTok của Mạnh Tiến Khôi bỗng sôi nổi hẳn bởi anh đăng đến 7.749 clip về Una. Thống kê đơn giản là cứ khoảng 10 clip đăng lên TikTok thì có tới khoảng 8-9 clip là quay cùng Una. Trong khi đó, Una chỉ đăng duy nhất 2 clip về Mạnh Tiến Khôi trên trang TikTok của mình. Una có tên thật là Nadia Khetna Putri, sinh ngày 9 tháng 9 năm 2004 tại Padang, Sumatra Barat, Indonesia. Cô sở hữu gương mặt bầu bĩnh với những đường nét đáng yêu thu hút, từ đôi mắt to tròn, hàng mi cong vuốt đến đôi môi chấm chím với làn da trắng nõn nà của nữ TikToker này đều khiến các chàng trai đổ gục ngay từ lần gặp đầu tiên. Hiện Una đang là sinh viên và là đại sứ thương hiệu của Evo Sport, một tổ chức thể thao điện tử chuyên nghiệp có trụ sở tại Jakarta, Indonesia. Bên cạnh đó, Una còn là ngôi sao mạng xã hội đang sở hữu kênh TikTok với hơn 15,2 triệu người theo dõi và gần 310 triệu lượt thả tim, một con số rất đáng kinh ngạc đối với một TikToker mới nổi. Mỗi clip đăng tải cô nàng đều thu về hàng triệu đến hàng chục triệu view và vô vàn những lời khen ngợi hưởng ứng từ cư dân mạng. Đa phần các clip của Una đều mang nội dung đáng yêu gần gũi với khán giả. Cô thường đăng tải những đoạn video ngắn với nội dung hát nhép mang tính giải trí cao vì kèm theo những biểu cảm hài hước. Chính những biểu cảm cute nhắn nhít của Una đã khiến lượng like trên trang cá nhân của cô ngày càng tăng đột biến. Ngoài TikTok, Una cũng là một nhân vật nổi tiếng trên Instagram với hơn 1,6 triệu người theo dõi.